Vâng, đây là ông chủ vựa cua ở quận 10 các bạn. Hôm qua thì ông chủ vựa cua này đã đến điểm bán cua của dì Ba để nói chuyện với dì Ba về việc là muốn bỏ cua cho dì Ba giá rẻ nhằm giúp đỡ dì Ba. Thế nhưng hôm nay thì có một điều rất là bất ngờ, đó là ông chủ vựa cua này đã mang cua cùng nhiều người khác đến ngay kế bên điểm bán cua của dì Ba để bán cua phá giá. Giá cua của ông này bán rẻ hơn cả dì Ba và cạnh tranh trực tiếp với dì Ba. Đây là một điều khiến nhiều người bất ngờ, và rõ ràng đây là một cách lật mặt quá nhanh của ông chủ vựa cua. Còn sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu lại với các bạn những gì mà ông chủ vựa cua này đã nói hôm qua. Dạ, mà có nghĩa là anh cho cua hay là anh... Đúng rồi, có thể là anh vừa bán rất là rẻ hơn cái thị trường cho dì Ba, là rất là cho dì Ba những cái nguồn cua tốt. Dạ. Số lượng cua, nhưng mà cua chất lượng là khỏi bắp, chất lượng là phải 100%, 100% là ngon hơn dì Ba đi mua lại của người ta. Dạ, anh ở đâu rồi đấy ha? Anh ở quận 10. Quận 10. Anh đây là chỗ vừa cua hay gì vậy? Cái nguồn cua đó là mình nuôi từ Cà Mau hay là đúng ở đâu? Nguồn cua Cà Mau. Thật sự cua rất là chất lượng. Giá cua sao anh? Giá cua là sao? Không, cái này anh thật sự muốn tới giúp dì Ba, cái giá có thể là làm cho dì Ba sao? Giúp dì Ba. Cái này bọn em, cái này là anh nói chuyện với dì Ba đó. Này bọn em tới phụ thôi. Bọn em tới phụ, bọn em bán giùm cho dì Ba thôi. Dì Ba cầm mấy thì... Con lấy luôn đi anh. Dì Ba, con này bán nhiêu? Duyên. Được không? Bán trăm được không? Một trăm hả Duyên? Năm chục đi ha. Năm chục nha. Bán ai vậy? Cái chị em bé. Có bán năm chục nha. Rồi, bán nhiều bán. Cua dây không dây. À, cua không dây. À, và anh cung cấp cái nguồn cua này thì lâu với anh bao nhiêu năm rồi? Nhà làm khoảng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Mà anh muốn lên đây cũng tạo điều kiện tốt cho dì Ba phát triển tốt hơn. À, vâng, cảm ơn anh, những tấm lòng nhanh rất là quý luôn. Rất là quý. Dạ. Cua anh là nguồn gốc ở đâu anh? Cà Mau. Cũng Cà Mau luôn. Hồi trước giờ là anh thấy anh coi cua dì Ba rồi, thì cua anh với cua dì Ba thì nó lại cái kích cỡ thì nó ngang nhau, hay là nó không thế là thật sự là cua anh mà dì Ba mua bự hơn chỗ này rất là nhiều. Anh là cua con một ký, một con một ký, một con một ký, một con tám ngàn là rất là nhiều. Mình là chiên cua thịt ra cua gạch anh ha, chiên cua thịt cua gạch rồi còn có bằng size lớn. Dạ, mình có hàng cua cốm giống như dì Ba bán không anh? Có đấy. Dạ, nhưng mà giá vẫn cạnh tranh chứ. Giá là có thể là các người ta cũng phải giúp mình thì cái giá tốt. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn.